tại sao rất nhiều khách hàng đã sử dụng xe tải cam xe, đầu kéo cam xe trước đây luôn đánh giá là xe tải cam xe là một chiếc xe tải nó có cái sự đầm chắc, có cái khung gầm sắt xi chắc chắn nhất trong phân khúc xe tải 4-5 chân cũng như là đầu kéo. Thì cũng đúng, bởi vì là cái chiếc xe tải cam xe 5 chân này đang có cái khối lượng bản thân nó hơn so với xe tải dắt hay là xe tải Trang Long lên đến 700 đến 900 kg, đó là trọng lượng bản thân nhé. Thì tại sao nó lại nặng hơn đến 900 kg, gần 1 tấn như vậy? Thì ở đây nó nặng ở 2 điểm. Điểm thứ nhất đó chính là cái cabin, và điểm thứ hai là phần khung gầm sắt xi. Thì bây giờ về phần cabin thì toàn bộ cái phần cabin này của cam C thì đều được làm bằng thép. Ví dụ như cánh cửa này, toàn bộ bằng thép hết. Đây, cản trước này. Nắp capo này. Rất là cứng. Tải như là dắt thì chúng ta thấy là cái phần phần mặt ca lăng này hầu hết thì được làm nhựa, và cái phần nhựa này thì nó cũng rất là nhẹ và nó yếu. Hơn nữa là cái phần cabin này, nó cái chiều dài của cabin của cam C nó sẽ dài hơn so với dắt. Đây chúng ta thấy này, nó rất là dài, và cái không gian ở bên trong của cabin cam C nó rộng hơn so với dắt rất là nhiều. Đó. Cái thứ ba nữa là cái phần cabin này thì cabin của cam C thì được dập theo cái dạng hộp giống như là xe con. Thì còn của dắt thì nó sẽ gia công theo kiểu là hàn dầm, hàn các cái thanh dầm kết nối với nhau để tạo thành một cái khung, và đó thì tạo được một chiếc cabin. Còn đây là dập theo khối hộp liền khối, nên là cái phần thép nó sẽ rất là cứng và nó nặng hơn so với các hãng xe khác. Đó, chính vì cái khung nó chắc như thế và cái vỏ nó cũng chắc, hoàn toàn là bằng thép, nên là khi mà chúng ta có không may xảy ra tai nạn, hay là không may xảy ra những cái sự cố trên đường, va quẹt đâm đụng, thì cái người lái sẽ và cái người ở trên xe sẽ được bảo vệ rất là tốt so với các hãng khác. Tiếp theo là chúng ta cùng tìm hiểu xem là tại sao sắt xi và khung gầm cầu của cái xe tải cam xe này nó lại nặng như vậy. Đầu tiên là chúng ta để thấy ở đây là cái balance, cụm balance và các cái rằng cầu này, quang nhíp này của cam xe thì nó rất là dày. Đây, cái balance này rất là to, bên trong này rất là to, nó không mỏng manh như các cái hãng khác. Đó, thứ nhất là cái này nó cũng nặng hơn khá nhiều rồi. Tiếp theo là cái phần sắt xi của cam C 5 chân thì nó có đến 2 lớp. Đây, chúng ta thấy này, sắt xi này, 1 lớp này, 2 lớp này, và nó kéo dài từ phía đầu đến cuối luôn, đến tận vị trí này là điểm cuối cùng của xe, là đều có 2 lớp hết toàn bộ xe. Đó, chúng ta thấy này, phần sắt xi, những cái thanh ngang rất là dày này. Đó, thậm chí là cầu, ví dụ như ở đây này, những khu vực đặt cầu như này, khu vực mà kết nối có balance này với nhíp này và đặt cầu liên kết với cầu, thì chúng ta để thấy là cái sắt xi của cam xe lên đến là 3 lớp, 1, 2, 3 này. Đó, rất là dày, cực kỳ dày dặn. Và cái lớp thứ 3 ở bên trong này, thậm chí nó còn dày hơn cả cái lớp thứ 2. Đây, ở ngoài là mỏng nhất này, xong đến lớp thứ 2, lớp thứ 3 này. Ba cái lớp này gộp lại thì tạo cho sự đầm chắc cho cái sắt xi của xe tải cam xe. Nếu bác nào muốn tìm hiểu sâu ấy, thì tôi sẽ gửi cho các bác cái mã tàu
của rắc và của cam xê. Của rắc chỉ là cầu chịu được tải 9 tấn thôi, là cầu 9 tấn. Thì cầu cam xê nó là cầu 11 tấn nên là nó có khả năng chịu lực, chịu quá tải cao hơn so với những cái hãng xe tải khác trên thị trường. Đó, chúng ta thấy này, những cái phần đỡ này rất là dày xung quanh này, tất cả khung gầm taxi. Nếu các bác có cơ hội thì cứ lên trên bãi của chúng tôi, tôi sẽ chỉ cho các bác những cái điểm, hoặc là đặt hai xe cạnh nhau, các bác sẽ thấy là cam xê có cái khung gầm taxi và cabin rất là dày dặn và đầm chắc, nên là khi mà chúng ta đi đường trường, đi đường xấu hoặc là chở quá tải nhiều thì nó sẽ chắc hơn so với những chiếc xe tải khác rất là nhiều. Chính những điều trên thì chúng ta có thể thấy là cam xê được khách hàng cho là chiếc xe có cái khung gầm chassis nó đầm chắc nhất phân khúc thì cũng phải thôi. Đó, trên đây là cái phần giới thiệu về cái khung gầm chassis của cam xê. Bác nào muốn tìm hiểu thêm về cái xe tải cam xê 5 chân này thì cứ liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.